đẹp các nhà. Anh Tín, quận Ninh Chiểu. Thì giới thiệu mọi người mẫu này cuốn các em bản như mình luôn. Nhà anh rất là đẹp. Đây là cái vịn cầu thang bằng cà phê, gốc cà phê các bạn này. Rất đẹp và độc đáo, đẳng cấp này. Rất phong thủy luôn. Đây các bạn nhé, đẹp cuốn bên mình. Rất đẹp các bạn. Mọi người có nhu cầu làm đẹp cuốn này thì điện thoại số gọi 0908 202 709 nhé. Bên mình có tất cả các đẹp cuốn thăm phải. Đây các bạn nhé, mẫu đẹp phải bên mình rất đẹp nhé. Hoa văn các bạn. Đưa các bạn xem công dân nhà anh luôn. Rất đẹp các bạn.